Xin chào tất cả người lạ, là mình Queen Japan đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách hủy sử dụng thẻ credit của Rakuten nhé. Tại vì mình thấy là có khá nhiều bạn yêu cầu mình ấy là hướng dẫn là hủy cái thẻ này và mình cũng đã hủy rồi. Cái thẻ này là mình đã hủy rồi nhé. Tất cả những cái thông tin này thì bây giờ mình cũng không thể sử dụng được nữa. Mình sẽ có hai cách để hủy cái thẻ này. Cách đầu tiên là các bạn sẽ phải gọi điện trực tiếp đến tổng đài của Rakuten. Tuy nhiên cái này thì các bạn phải biết tiếng Nhật một chút đấy. Còn cái cách thứ hai là mình sẽ nói chuyện với nhân viên nhé. Qua cuộc nói chuyện mình sẽ chat trực tiếp với nhân viên ấy. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách thứ hai rồi nhé. Mình sẽ chat với nhân viên và sau đó nhân viên người ta sẽ hủy thẻ lại cho mình. Trường hợp mà các bạn gọi điện trực tiếp đến tổng đài của Rakuten ấy thì người ta sẽ hủy luôn cho các bạn cái thẻ này. Còn cái cách thứ hai là mình nói chuyện ấy thì phải trong vòng 3 ngày thì nhân viên người ta xử lý và sau đó là mình mới có thể hủy được. Đấy, các bạn mà trước khi về nước đấy các bạn không sử dụng đến thẻ này thì các bạn cố gắng là hủy trước nó đi nhé. Bây giờ là trước khi vào hủy thì các bạn cần lưu ý cho mình một vài cái lưu ý sau đây. Cái lưu ý đầu tiên là các bạn phải có cái app Rakuten Inavi nhé. Những bạn nào mà đang sử dụng cái app Rakuten Inavi rồi thì ok. Còn những bạn nào mà không thể đăng ký được cái app Rakuten Inavi ấy, thì các bạn không thể sử dụng cái cách thứ hai nói chuyện với nhân viên để hủy được, mà các bạn phải gọi điện trực tiếp đến tổng đài nhé. Đó là cái lưu ý đầu tiên. Cái lưu ý thứ hai, nếu mà các bạn đang sử dụng cái thẻ này để trả tiền điện nước ga này, trả tiền các dịch vụ như wifi hay là internet ấy, thì các bạn hãy chuyển sang cái phương thức thanh toán khác nhé. Và sau đó là các bạn vào các bạn hủy. Cái lưu ý thứ ba, trường hợp mà các bạn vẫn đang sử dụng thẻ này và tiền mà người ta chưa trừ hết ấy, chưa trừ hết cái số tiền mà các bạn đã sử dụng ấy, thì các bạn vẫn chưa hủy được cái thẻ này đâu nhé. Và nếu mà bây giờ các bạn có thể vẫn có thể vào các bạn xin hủy được, tuy nhiên là tại thời điểm người ta trừ hết tiền ấy thì người ta mới tính đó là ngày hủy cho các bạn nhé. Còn bình thường mà các bạn không sử dụng đến cái thẻ này ấy, thì bây giờ các bạn vào các bạn có thể hủy được luôn. Đó là cái lưu ý thứ ba. Và cái lưu ý thứ tư đó là nếu mà các bạn có đang sử dụng cái Rakuten ID này mà trong cái Rakuten ID này nó vẫn còn là tiền thì các bạn hãy sử dụng hết nó đi nhé. Và sau khi mà mình hủy cái thẻ này đi ấy thì cái Rakuten ID này nó cũng bị mất. Nên các bạn lưu ý, còn nếu mà bạn không có Rakuten ID thì các bạn bỏ qua cái lưu ý đó cho mình. Cái lưu ý thứ năm đó là nếu mà các bạn đang sử dụng cái thẻ ETC hoặc thẻ gia đình mà liên kết với cái thẻ này này. Khi mà mình hủy cái thẻ này thì thẻ ETC và thẻ gia đình cũng tự động hủy nhé, nên các bạn lưu ý. Và bây giờ thì mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn là cách các bạn hủy cái thẻ credit Rakuten này. Thời gian mà các bạn có thể nói chuyện được với nhân viên qua cái cuộc nói chuyện ấy thì nó sẽ là từ 9:30 đến 17:30, nên các bạn lưu ý nhé. Ngoài thời gian đó ra mà các bạn vào ấy thì nó sẽ không hiện lên cái cuộc nói chuyện đâu, nên các bạn sẽ để ngày hôm sau để các bạn làm nhé. Và bây giờ mình sẽ vào, mình hướng dẫn các bạn là cách hủy cái này. Các bạn lấy điện thoại ra cho mình nhé. Trong cái phần này nó cũng khá là dài đấy, các bạn cứ tích theo như mình nói nhé. Thì mình giải thích có thể nó sẽ không đủ hết đâu. Thì hiện tại bây giờ thì mình có hai cái thẻ credit của Rakuten, thì mình sẽ hủy một cái. Còn các bạn mà nếu mà tại vì trong cái phần chat này thì mình sẽ phải nhập, tại vì mình có hai thẻ thì mình sẽ phải nhập 4 số cuối của cái thẻ mà mình muốn hủy. Còn các bạn không có thì chắc là cái bước đó nó sẽ bỏ qua nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ vào Google. Mình tìm ở trong cái app của Rakuten ấy thì mình không thấy cái phần này, tìm mãi cũng không thấy, nó rất là khó, thì mình sẽ vào Google để mình tìm nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ vào Google và các bạn đánh cho mình cái Rakuten Kado Kayaku để mình hủy thẻ Rakuten. Thì các bạn kéo xuống dưới nhé. Cái phần đường link này thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả cho các bạn. Đây phần Kayaku Style by No Tetsuzuki thì mình sẽ nhấn vào đây. Ở trong cái phần này người ta lưu ý này, cái phần chat tổ support tổ này từ 9:30 đến 17:30 nhé. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái phần chat tổ support tổ Kochira Rakuten Inavi, mình sẽ nhấn vào đây nhé. Các bạn nhập cho mình cái ID cũng như mật khẩu của Rakuten của các bạn vào. Nhấn vào login cho mình. Bây giờ mình sẽ kéo xuống dưới nhé. Thì người ta lưu ý là các bạn hãy chuẩn bị cho người ta cái thẻ credit ra này. Và những cái ở trong này, những cái chỗ này ấy, thì nó cũng chỉ làm được một vài cái nội dung như thế này thôi. Thì thời gian là thời gian kéo xuống dưới nhé. Thì nhấn cho mình cái phần KYC màu đỏ này. Bây giờ mình sẽ vào bắt đầu nhé. Bây giờ các bạn nhấn lần lượt giống như mình đây. Phần bên trên mình nhấn bên trên. Đó. Đây là các nội dung mà người ta có thể nhận ở trong cái phần này ấy. Thì nó có phần hủy. Bây giờ các bạn chỉ nhấn vào đồng ý xong rồi xác nhận cho mình thôi. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái phần Kado no Gokayaku nhé. Các bạn nhấn vào đúng cái phần mà mình thích ấy. Đây là những cái thẻ mà người ta
không thể hủy ở trong này, nó không có cái thẻ này của mình. Thì mình cũng chỉ nhấn vào cái phần bên trên thôi, Kaito Shinai là được. Những cái thẻ khác thì không thể làm ở đây được nhá. Các bạn nhấn vào phần bên trên cho mình nhá, màu đỏ ấy. Người ta bắt buộc phải có đặt cái tên Inavi nhá. Rồi bây giờ các bạn có thẻ ở trong tay không? Có thì ở bên trên. Mình sẽ nhấn ở bên trên. Rồi bây giờ mình sẽ thủy cái thẻ này nhá, chứ không phải thẻ gia đình. Nhấn ở bên trên cho mình tiếp nhá. Honkayaku no Gokayaku này. Cái phần này người ta nói là bây giờ mình mà muốn hủy qua chat này trong vòng 3 ngày thì người ta mới giải quyết được cho các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn muốn, trường hợp các bạn muốn hủy luôn ấy, thì các bạn phải gọi điện đến tổng đài cơ. Giờ mình nhấn vào phần doishimashita kakunin này. Rồi trong cái phần này là các phần lưu ý, những cái lưu ý khác thôi. Các bạn sẽ hủy cái này thì sẽ hủy cả thẻ ETC và thẻ gia đình thôi. Nhấn vào doishimashita. Sau khi mà các bạn hủy thì người ta sẽ gửi cho các bạn cái mail về cái mail mà các bạn đăng ký với bên đặt cái tên Inavi ấy. Bây giờ các bạn nhấn tiếp cho mình thôi, doishimashita thôi. Bây giờ là các lưu ý nhá. Bây giờ người ta sẽ có 10 cái lưu ý. Bây giờ mình sẽ nói lần lượt từ 1 đến 10 cho các bạn nhá. Đây, người ta nói là các bạn phải chuyển sang cái phương thức thanh toán khác mà khi các bạn sử dụng cái thẻ này ấy. Các bạn cứ nhấn vào cho mình doishimashita. Nên cái lưu ý thứ hai là các bạn phải thanh toán hết tiền thì người ta mới xử lý cho các bạn ấy, như mình cũng nói vừa ở trên đấy. Rồi đây là cái phần AD. AD là các bạn phải sử dụng hết cái tiền trong AD nhé, sau đó là các bạn hủy. Còn nếu mà không sử dụng hết thì nó cũng sẽ tự mất nhé. Bạn nhấn vào cho mình tiếp kakunishimashita đi. Rồi bây giờ đến thẻ gia đình và thẻ ETC. Mình cũng nói rồi ấy, các bạn chỉ cần nhấn cho mình thôi, kakunin. Cái phần này người ta lưu ý là khi mà các bạn hủy cái thẻ credit của Rakuten này thì cái điểm Rakuten các bạn vẫn sử dụng bình thường nhé. Tại vì nó theo cái tài khoản các bạn ấy. Các bạn cũng nhấn vào cho mình xác nhận là được thôi. Cái này thì khi mà các bạn hủy xong thì các bạn tự cắt cái thẻ này hủy đi cho người ta là được nhé. Nhấn vào kakunin shimashita. Cái phần thứ 7 là phần mà sau khi các bạn hủy mà các bạn muốn đăng ký lại ấy, thì cái điểm mà trường hợp mà đăng ký thì nó sẽ không được vào đây đâu nhá. 8 là cái này các bạn cũng chỉ cần xác nhận thôi, trường hợp mà các bạn đăng ký lại ấy. Đăng ký lại thì vẫn được, vẫn có khả năng được. Thế bây giờ mình chỉ nhấn vào phần xác nhận thôi nhá. Kakunishimashita. Trường hợp cái này chỗ này á, tại vì mình có hai cái thẻ này nên người ta yêu cầu mình nhập ba số cuối của cái thẻ mà mình muốn hủy đây. Mình sẽ nhập nhá. Còn có thể nếu mà các bạn có một cái thẻ này thì cái bước này có thể là không có đâu. Mình sẽ nhập ba số cuối của cái thẻ mà mình muốn này. Ví dụ của mình nên là 3650. Cái thẻ này mình hủy cái thẻ này nhá. Kakunin nhá. Thế bây giờ người ta hỏi mình lý do mà mình muốn hủy thì các bạn chọn cho người ta một lý do nhá. Lý do là mình không thấy có cái gì là được này, hoặc chuyển sang cái công ty khác này, hoặc thay đổi thiết kế này. Mình chọn, các bạn chọn cho mình một cái nhé. Mình sẽ chọn là mình chuyển sang cái công ty khác. Ví dụ như mình đang Visa thì mình chuyển sang Mastercard chẳng hạn, JCB ấy. Thì mình chọn cái thứ hai. Đây là 10 trên 10 cái lưu ý rồi nhé. Người ta lưu ý rất là to, trong vòng 3 ngày thì người ta sẽ xử lý cho các bạn nhé. Sau khi mà các bạn hủy xong rồi thì ngày hôm sau hoặc là trong vòng 3 ngày, các bạn vào trong cái app Rakuten Inavi, các bạn có thể nhìn thấy trong cái phần thẻ của các bạn là ghi là Ryofuka, không sử dụng được nữa nhé. Còn là trường hợp mà các bạn vẫn còn tiền mà chưa thanh toán với thẻ Rakuten ấy, thì khi mà người ta trừ được hết tiền thì các bạn vào trong cái app Rakuten này, các bạn có thể kiểm tra được là người ta sẽ ghi cho các bạn là không, thẻ không thể sử dụng được nữa, có nghĩa là thẻ của các bạn đã hủy rồi ấy. Các bạn chỉ cần lưu ý cái đó cho mình thôi nhé. Rồi, và trên đây thì mình đã hoàn thành xong hướng dẫn các bạn là cách hủy cái thẻ credit của Rakuten rồi. Đến đây thì mình xin kết thúc cái video này ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.